31 Backwards Releases. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng Anh giao tiếp, một chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là các kỹ năng nghe và nói, Listening and Speaking Skills. Khi kết thúc bài học trước, chắc các bạn đã biết là An đã xào xong một chảo mì kiểu Singapore, a Singapore noodles with prawns. Hôm nay, xin mời các bạn cùng chứng kiến gia đình Sarah thưởng thức món ăn này và xem mọi người nói gì. Tuy nhiên, trước hết, xin mời các bạn theo dõi lại phim của bài trước và ôn lại cách nói trình tự làm một việc gì đó. What are we having? Singapore noodles with prawns. Oh, it's a very famous dish. You can buy it at street stalls everywhere. I hope you like it. I'm sure we will. So, what do we do first? First, we have to peel the prawns. Oh, okay, I'll do that. Now what? Now we'll fry the prawns. The oil must be very hot. Mm-hmm. It doesn't take very long. While I'm doing that, you can chop the leeks. Chop them very fine. Like this? Yes, sort of. Now what? Let's add the spices and some ginger. Okay. And the leeks. Mm-hmm. Okay, and now? Now the leeks are soft, we put in some bean sprouts. Mm-hmm. And then the crisps. And the noodles. All them together. Is that all? Almost. Lastly, we add some of the special sauce. Mm-hmm. Didn't think I'd better find this here. The market's very good. That's it. We're almost ready. I hope your family's hungry. Trong bài hôm nay, sau phần lượt nghe, chúng ta sẽ luyện các cấu trúc câu sử dụng khi muốn hướng dẫn hoặc ra lệnh cho ai làm việc gì. Trong khi theo dõi phim, lần thứ nhất, các bạn hãy ghi nhớ những thông tin và xác định xem mỗi người trong gia đình Sarah nhận xét thế nào về món ăn. What do they say? Sarah, Mark, Steve, Louise. Trong bài trước, khi An và Steve ăn trưa ở trong vườn thú, Steve đã dùng tính từ gì để nói về món anh mà anh đã gọi? Hôm nay anh có dùng từ đó nữa không? Và mọi người khác dùng tính từ gì? Xin mời các bạn theo dõi phim. That was delicious, Anne. Oh, I'm glad you enjoyed it. Yes, it was very tasty. If you went to Singapore, you could have it every day. There you are, Mark. The advantages of travel. I thought it was absolutely superb. Thank you, Steve. What did you think, Louise? Too hot. Oh, I'm sorry. That's how I eat in Singapore. Do you want to play darts? What's that? Come on, I'll show you. Can I play too? No, Louise. Let Anne relax. She cooked dinner, so we'll clean up. To hold it like this, gently, like this. Look where you want the dart to go and throw it, but not too hard. That's pretty good for a beginner. And you seem sad again. What's the matter? There's something I haven't told you. Anh chàng Steve lúc nào cũng tận dụng cơ hội để được gần An. Tôi thấy là Mark cũng muốn như vậy, nhưng chắc là không thể được đúng không? Còn cháu bé Louise thì thật là dễ thương phải không các bạn? Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại trước đoạn phim và kiểm tra đáp án. Delicious, Anne. I'm glad you enjoyed it. Yes, it was very tasty. If you went to Singapore, you could have it every day. There you are, Mark. The advantages of travel. I thought it was absolutely superb.
Thank you, Steve. What did you think, Louise? Too hot. Oh, I'm sorry. That's how I eat in Singapore. Do you want to play darts? What's that? Come on, I'll show you. Can I play too? No, Louise. Let Anne relax. She cooked dinner, so we'll clean up. Trong phần theo dõi tiếp theo, các bạn vừa theo dõi, vừa hoàn thành các câu hướng dẫn của Steve cho Anne khi cô tập chơi trò ném phi tiêu, darts. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi hình ảnh của trò chơi này. Thú tiêu khiển này bắt nguồn từ nước Anh và trước đây chủ yếu là có trong các quán rượu, pubs. Ngày nay, thú tiêu khiển này đã trở nên thông dụng ở nhiều nước thuộc khối thịnh vượng Anh, ở cả Hà Lan và nhiều nước khác. Các bạn có thể vào Google để tìm hiểu thêm về cách chơi chi tiết. Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại phim và hoàn thiện các câu hướng dẫn của Steve. Một chỗ trống các bạn hãy điền bằng một động từ. Eat like this. Where you want the dog to go? Eat, but not too hot. Từ eat trong câu số 1 và số 3 là từ thay thế cho từ the dot, có nghĩa là chiếc tiêu. Xin mời các bạn theo dõi phim. You have to hold it like this, gently, like this. Look where you want the dart to go, and throw it, but not too hard. That's pretty good for a beginner. Seems sad again. Selena. There's something I haven't told you. Không hiểu sao, cứ mỗi lần Steve muốn làm gì đó cho